Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Sáng Giá Này. Hôm nay thì mình lại cập nhật lô xe siêu lướt. Anh em nhìn đi, Vao 150 này, Sodic Saitia Winner S155, Winner V1 này, MS King này, AB160 này, hoặc là S150 á. Thì theo anh giới thiệu hôm nay thì có Dương, sự tự giới thiệu của mình Dương. Xin chào anh em, chào con bác nha, chào các chú nha, và chào các cô, chào các bác nha, và chào các anh em mua bán xe 63 tinh thần, và chào các vị quý khách đã xem kênh xe máy giá rẻ nha của anh Việt nha. Và em là Dương, cửa hàng xe máy Trùng Dương 2 nằm ở Bình Dương nha anh em nha. Địa chỉ em là 193 Sẹp La, phố Hòa Long, phường Lý Hiếu, tỉnh Bình Dương nha anh em nha, thành phố Phường An nha anh em nha. Em là cửa hàng, em địa chỉ là sát bên chợ Lý Hiếu anh em. Hai anh em nữa đi hướng Bình Dương lên ngay ngõ tư cộng 4 anh em, ngõ tư cộng 4 ha, ngay chỗ trạm thu phí là sát bên cửa hàng mình nha anh em nha. Còn anh em là quận 12 thì tiệm của mình sát bên cầu Phú Long. Anh em mới đến với địa điểm alo cho mình nha. Cái số mình xài với lại cái số xài luôn chính luôn nè, là mình có để của mình xài trong lúc nào cũng có trong túi, là anh Việt có để cho màn hình kết bạn Zalo với lại liên hệ với em nha anh em nha. Kính mong anh em ủng hộ, dù anh em có hết cái bạn Zalo hay tư vấn cần dòng xe nào alo mình nha. Bên mình bán xe là chuyên xe lướt xe can nha anh em nha, bởi nhiều xe mình không báo giá được á, xe gắt cọp ít cái số mình mới nói hàng 3x, mong kính mong anh em ủng hộ nha. Còn anh em muốn quý giá thì gặp tới các bạn Zalo của mình sẽ gửi cái giá cho anh em xem những con xe đó nha anh em nha. Tại một con xe lướt, cái xe mà xe chuẩn y xe chùm mền nè, mình chuyên gì sưu tầm những con xe đó. Đó, mình như phái những con xe này có 1000 cây, mình phái sưu tầm hết đó vậy. Như con 23 nè, mình mua từ về Quảng Bình vô bản 3. 1000 cái số xe chùm keo nguyên con. Đó vậy anh em, giờ này dòng ẹt 23 anh em ha. Đó, mình phái như vậy. Nhưng anh em nào mà có xem kinh có con xe đó, xe ít sử dụng mà ít chạy, muốn mình bán giá cao, cứ đem lượt cửa hàng mình mua giá rất là cao. Bên mình có trao đổi xe cũ nha anh em nha, quay ghim Trung Quốc các kiểu, xe mà xe đi làm cà tàng muốn lấy con xe ẹp về, mình có hỗ trợ cho anh em, mình mua luôn, mình khâu cho anh em luôn nha. Bên mình có trao đổi, anh em cứ yên tâm, mình có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn, đưa trước 3 triệu 5 triệu là nhận xe đúng 20 tuổi nha anh em nha. Mình góp có mấy ngân hàng, anh em cứ yên tâm. Có anh em có cần check in trước, gửi căn cước, gửi chứng minh qua mình check in trước cho anh em nha. Còn anh em là mua tiền mặt các tỉnh thì vô khỏi cần đến cửa hàng, mình có thể ship xe về cho anh em tới chỗ tới nơi cho anh em cứ yên tâm. Trước khi giao thì mình có viết hợp đồng, mình có quay những con xe đóng ngọc là hàng hoàng, gỡ hết bỏ cấp xe cho anh em đó, bảo hành đó anh em đó. Còn bao qua tên thì giữa lúc anh em chuyển thì 2-3 triệu xuống nhận xe mới chuyển tiền. Trước khi chuyển đưa tiền lần hai là có cho giam anh em là 10 triệu nha, anh em cứ yên tâm đó. Xe là đặc biệt là bảo hành 2 năm hết cho anh em nha. Mình đây mình giới thiệu mấy dòng là V1 xe cọp xe lướt cho anh em nha. Hàng màu vàng 2018, V1 mình là bao nhiêu xe là mình có 7-8 xe là tương đối là từ 7000 cây đổ xuống nha. Con này 1000 cây 2018, con xe này anh em kiếm vết chạy hơi khó luôn anh em ha. Của bồ mà nó đi chủ đi còn mỡ bò bên trong, nó còn chảy mỡ bò rồi là anh em hiểu không, chưa dặn ốc gì hết luôn, vỏ gai bọng rồi. Ok, con này anh em cứ liên hệ với mình nha, hàng 3x cho anh em nè. Okay, liên hệ đó. Đó, con này hồi nãy mình có nói là 23 thì nó giá này, con này anh em mua hoài hết của 5 mấy triệu, chủ mua 5 mấy triệu nha anh em. 1000 cây số 23 chùm keo nguyên con lên, đỡ tốn tiền keo cho anh em. Ba ga có ba ga titan đàng hoàng hết à, kiến thì có kiến đầy đủ, xe kiến ghim xe là đầy đủ hết cho anh em ha. 1000 cây số bao anh em không dứt trì nha anh em ha. 23 giỏ về cui bao lỗi một đỡ một cho anh em nha. Mình là mình gốc người Nam, dân Bình Dương luôn, cha sinh mày đẻ đây luôn, mình nói sao là làm gì vậy, anh em cứ yên tâm nha. Một đỡ một tại mua bán có viết giấy đàng hoàng mà đó. Con là cái gì anh em ít anh em liên hệ với mình nha. Rồi, con này cũng vậy, con này có nhiều anh em Đồng Tháp, Trà Vinh, đường Điền Tạng rồi với anh Lập gì đó, Đồng Tháp anh cũng hỏi con này. Thì con này là xe trúng thưởng nha anh em nha, từ tiệm chạy về nhà thôi đó, xe từ tiệm chạy về nhà thôi cho anh em nha, xe trúng thưởng mới luôn, mới. Con này anh em mua rất là tiện, thì có con này mình nói hẳn giá cho anh em là 38 triệu, bao số của đơn cho anh em nha. À, có lại con là lâu lâu mình có con à, tại những con xe mình cũng không thích bán, nhiều lúc anh em đam mê bán tại cho anh em coi con xe mới nó ra sao, những con xe cũ nó chạy nhiêu. Như con này nó chạy 7000, con này chạy 2000 3000, thì anh em coi con xe mới cái vỏ tương đối cái cổ vô ra sao, cái bát tăng sơn nó ra sao, cần phân biệt anh em. Thì bởi vì con 1000 cây, con 7000 cây, 7000 cây, 8000 cây nó ra sao. Thì con này xe mới mình mua về chỉ để cho anh em phân biệt con xe nha anh em ha. Đó, còn anh em mà có đam mê thì 38 triệu mình bao số cái đơn trên này. Ok rồi, mặt kinh, mặt kinh còn sẵn biển số 66, 30 triệu để con số chạy nha anh em ha. Dạ đúng rồi. Còn con ẹt đỏ candy, đỏ candy có ông anh nào ở Đồng Tháp hỏi có bao ship, em có bao ship đàng hoàng, anh yên tâm. Tại trước khi anh muốn ship thì em có viết giấy đàng hoàng cho anh,
anh chụp căn cước hai mặt gửi cho em sẽ viết hợp đồng anh lên đàng hoàng. Đó, anh kia người ta có kèm giấy phép kinh doanh của em cho anh đó. Anh hỏi quan tâm đến vấn đề nữa. Đó, còn xe này đỏ kinh đi, xe này chạy 2000 cây, gốc là thành phố ở dưới Cần Thơ. Đó, anh cứ yên tâm, xe là không bao, anh không lỗi mà. Được. Đẹp lên can xe bay. Rồi tiếp tục con phiên bản đô xô. Phiên bản đô xô như này, con này màu lâu lâu mình mới kiếm được con, mình bán xe mấy năm mình mua chừng con hai con như này. Màu này nó cũng hot của hãng, tại mình chưa biết sao mình phải kiếm rất là nhiều. Nhưng mà xe tương đối là bên mình bán là xe tay khắng không bao giờ mà đụng cái chìa khóa ha, cái mỏ lết ha, con ống điếu vô mà dặn cái tay khắng mình ra nha anh em nha. Đầu cái khắng không bao giờ bính chạy, gù cũng vậy. Mình mua xe là mình kỹ lắm. Trước khi mình dựng lên cửa hàng mình là con xe phải chuẩn mình mới dựng bán cho anh em. Anh em cứ yên tâm. Thì anh em mua cái áo, cái quần thì gách đứt kỹ, đút nút thì anh em gách là bực bội. Bán cái xe không y vậy. Nói xe sự thật nó vậy nhưng mà về thấy con xe phát hiện anh em rất là buồn. Đó, còn anh em nếu là một cái xe nó bên trong có gì anh em lỡ mà tháo ra cái trục trặc gì anh em cứ chụp hình mình sẽ đổ lại hết cái anh em nha. Anh em cứ yên tâm với đó nha, không phải là bán rồi nhức đổ la môn hay mình buông xuôi anh em. Yên tâm, không bao giờ bỏ con giữa chợ lên anh em, hỏi quan tâm chuyện đó nha. Đó, cái dòng nghẹt bên đây nha anh em nha. Thì trước tiên mình nói giá cho anh em là đồng giá hết cho anh em là 32 triệu bao hồ sơ cho anh em, hồ sơ có sẵn cho anh em luôn nha. 32 triệu bao hồ sơ cho anh em, nó toàn bộ là 32 triệu bao hồ sơ, không bao giờ con nào quá 5000 cây, anh em cứ yên tâm. Đó, con trắng bên trong 2000 cây số nha anh em. Đó là con mắc kinh phiên bản 60 năm. Có nhiều anh em cũng hỏi con xe đó hết mà để vài bữa lên này nọ ship thì mình cũng quay vé một đoạn, quay vé cho anh em rồi mà anh em dạng anh em suy nghĩ sợ thì anh em đúng là mình rất là muốn bán. Ví dụ thực tế lại xem cửa hàng anh em mình trao đổi rồi thỏa thuận giá rồi ok mình tặng đồ sao rồi giá cả sao cho nó dễ anh em ha. Đó. Okay. Đó, thì anh em có ủng hộ dòng nghẹt 150 ủng hộ nha, 32 triệu con nha anh em nha. Nghẹt 20 triệu vẫn có xe chứ nha. Xe 28, 29 thôi anh em, 27 thôi anh em ha. AB 160 màu này giờ ngoài hãng 160 hết giờ của nó, chứ tương đó cũng ít hàng cho anh em luôn nha. Đó, nó hẳn anh em thiệt. Xe này có 4.000 cây số nha anh em nha. 4.000 cây số 160 nha anh em nha. Quay hết chỉ báo 54 triệu tờ bơ xưa phí BT chiều phí gạch tờ. Nếu gạch tên không 64 65 triệu nha anh em nha. Mình không phải nói đụng chạm gì. Tại mình nói thực tế mình có một cái xe mình bán thì có 48 triệu con này bao hồ sơ cho anh em đầy đủ đồ, kiến đầy đủ nha anh em ha. Không dính đầy xe lan can xà beng. Còn tiếp theo là AB1 Hello. Biển số 83 3.000 cây. Con này bán 3x nha anh em, 24 luôn nha anh em, đăng ký 24 nha anh em nha. Đăng ký 24 luôn anh em ha. Tiếp tục vào 150. Quay ô 150. Có hai con này anh em cái gì liên hệ với mình nha. Con này là 22. Con này là 22 màu đỏ nha anh em ha. 3.000 cây, màu đỏ 3.000 cây. Không một ký trời 22 luôn anh em ha. Con này màu vàng. Giấy màu vàng luôn nha anh em nha. 353 cây số nha anh em nha, y như con xe mới nha anh em ha. 353 cái số nha anh em ha. Giá là cái gì liên hệ con này. Còn như bốn con này đen nè, bạc nè, xám xi màu xám nè, màu trắng nè. Đồng giá là 42 triệu bao sơ cho anh em. Tao 150 nha mọi người. À, mình bán 150 nha, đúng hàng Indonesia cho anh em. Đó, tại đúng mâm, đúng vỏ đàng hoàng, không bao giờ mâm lô, anh em cứ yên tâm nha. Đúng là hàng Indonesia. Tại cái hàng Indonesia là vỏ nó có để là Indonesia luôn nha anh em nha. Không có để mấy cái China hay là Việt Nam gì, anh em yên tâm, 42 triệu là bao hồ sơ cho anh em nha. Anh em, mình những con xe nãy mình quay từ đầu video tới bây giờ, toàn bộ là những con xe đó mình có hình ảnh hết. Anh em cần tư vấn gỡ hơn xe nào, xe lướt, xe kèn, xe mấy ngàn cây không nha anh em nha. Không dít chày bao anh em, uy tín nha. Máy xin không té ngã. Còn dòng số nít thì trước tiên mình giới thiệu cái con số nít này là mình có hai xe. Số nít này là khoảng ngày bữa giờ cũng chạy đó. Xe này xe mới xưa nó qua tới 97 triệu luôn nha. Cái lốc nè. Lốc này, này. Lốc màu vàng mà đồng đó. Đúng Indonesia nhập xưa là 97 triệu. Mà con xe này can gin đàng hoàng luôn nha anh em nha. Vỏ đúng 4.000 cây luôn. Cái bát Tân Sơn này chưa có đụng luôn nha anh em nha. Tươi Tân Sơn luôn. Mình bán con này 42 triệu bao sơ cho anh em ha. Thôi trắng đỏ. Trắng đỏ 2 giờ tươi. Biển số 84. Con này bán 40 triệu bao sơ 4.000 cây nha anh em ha. Và tiếp theo là con này biển số 79 hồ sơ có sẵn luôn, 42 triệu bao sơ cho anh em. Anh em ha. Còn con bên đây biển số 67 có hồ sơ sẵn luôn. Con này bán 40 triệu bao sơ cho anh em ha. 40 triệu bao sơ. Số nít trắng đỏ 2T giờ hết gắn là cao. Anh em cứ yên tâm.
Mấy dòng này 21, 22 không nha, xe đời cao nha anh em. Su nít bên mình có 28 triệu là có xe nha anh em nha. Nhưng mà xe nó chạy nhiều, hai mấy 30 ngàn cây. 28 triệu là mình có xe rồi. Thì mấy dòng V1 của mình nè, chứ Hà mua mấy dòng Ken vậy mà có khách, tại mình là mình chuyên về xe Ken. Khách coi skin xe máy rẻ, người ta sưu tầm hỏi xe Ken xe lướt không. Còn mấy con mười mấy 20 triệu, mình con V1 19 triệu vẫn còn cái này luôn ha. Đó. Con này anh em mới chạy ngàn cây số nè, xe lan can xe ban, kiếm một vít chạy con xe này hơi khó luôn nha anh em ha. 1673 cây số nha anh em ha. Hàng cái anh em liên hệ với mình con này nha. Tại mấy con này mình báo giá lên chút có đụng với mấy con V2, V3 đâu anh em cũng buồn phiền. Những con này anh em sưu tầm, kết bạn Zalo số màn hình gì có để nha. Còn con này con LTD mâm đèn đồng 2019, xe chạy 4000 cây số. Hết đời luôn nha anh em nha. Green không té ngã. Cái vàng mà để trên lầu đây nè anh em, không té ngã, bao anh em là không mua dít chạy. Anh em cứ yên tâm. Hàng cái gì liên hệ mấy con V1 thì liên hệ với mình nha. Còn hàng hai mấy triệu này nè, 28 triệu số 66 nè, để số cho anh em nè ha. Con này là tăng can sờ ban, xe chạy 4000 cây số nha anh em nha, màu đỏ nha anh em nha. Mua xe chạy rất là hấp dẫn anh em, mua mấy xe lướt xe Ken anh em, tiếng máy nó chạy rất là im, chứ không phải mấy ngàn mười mấy 20 ngàn 30 ngàn lọc cọc lọc cọc. Con xe này có cái vấn đề Winix, Winix V1, V2 đồ su nít đồ, thì nó có hư cái ác tăng cam đó nè. Cái ác tăng cam anh em thay cái ác tăng cam của con ATL nha anh em, ác ngắn mà không bao giờ kêu, chạy máy rất là im, rất là giọt, nó ngắn anh em ha. Cứ anh em nói chung là anh em mua mình biết mình có gì xử lý cho anh em, mình bảo hành mà anh em không tốn ngày nào nha anh em, mấy vấn đề đó anh em ha. Coi đây con nghẹt này, con nghẹt này cũng 5-6 người hỏi con nghẹt này đúng 7000 cây nha anh em nha. 2018 xe dữ lắm nha, màu xanh luôn, màu này xanh luôn, xanh đỏ, sơn nha anh em, chứ phải dán ha, không có dán gì đâu nha. Xem sơn thêm ẩn luôn nha anh em, sơn cái đèn máu đèn màu độ là cũng mấy triệu chứ ít đâu anh em ha. Đó, mâm này mâm độ luôn. Còn anh em nào không thích cái mâm này mình có thể mình đổi là mâm ghim cho anh em ha. Anh không thích cái mâm này nó kỳ cà kỳ dị quá thì em sẽ đổi cái mâm lên, vẫn vắn cặp vỏ ghim lại cho anh em nha, tại cái xe nó quan trọng cặp vỏ ghim 2018 lắm anh em ha. Đó thì giá mình bán cái gì liên hệ con này, thì nói chung thôi con này mình bán báo giá cho anh em 30 triệu bao sơ con này nha, là hàng siêu lướt. Okay. Hàng siêu lướt thì nói chung nó cao, anh cũng mong anh em thông cảm chứ mua con này có gần 27 triệu mấy à, vô hồ sơ nha em. Còn cái dòng V3 anh em cứ coi kinh máy rẻ em biết rồi, bên mình là chuyên về mấy V3 V3 từ xưa giờ, V1, V2, V3 rồi. Này xe mới nha anh em, xe trúng thưởng chạy chương trình 1 bảo hành hết toàn quốc 2 năm cho anh em luôn, tặng ba ga mới titan nhớt nón đâu đầy đủ cho các anh em luôn. Giá bán mấy con này có 37 triệu là bao sức có đơn cho anh em ha, bao sức có đơn cho anh em, có tặng nhớt đầy đủ anh em cứ yên tâm. Đó, bớt 200 còn 36 triệu 800 ngàn, còn Winix V3 nha anh em nha. Xe mới thì 30 triệu có xe chạy nha anh em nha, xe mới mình cũng vẫn có vậy, mấy dòng HKC rất là nhiều. Đó, còn đây các dòng xe kia nhập nha anh em nha. Xe kia đây có xe kia, nó số máy đó là ID là xe kia nhập khẩu anh em ha, Indonesia. Xe này chạy 4000 cây số nha anh em nha. Bán 36 triệu bao sơ rồi nha. Sau này nay mai mình sẽ nhập xe kia về. Kính mong anh em ủng hộ mình và xem kênh nha anh em ha. Đó, mai chị mình sẽ nhập xe kia về tiếp. Trắng đen. Trắng đen. Con màu kia thì cái anh ở Trà Vinh anh lên ủng hộ, quên 70 anh ủng hộ nha anh em, 2000 cây qua tiệm. Chạy 2000 nha anh em ha. Con này bán 32 triệu bao sơ cho anh em. Gốc con này cũng Tây Ninh luôn, 32 triệu bao sơ con này cho anh em ha. Đó, xe lan can sờ ban 155. Hẹt 155. Thì hẹt 155 thì bên đây bên em bao nhiêu kính thưa rất nhiều, đều nhiều màu. 155 vừa hét có màu nào là mình có màu đó cho anh em nha. Đó. Như mấy con này hàng 3X cho anh em. Đó, 37 chị lên bao hồ sơ cho anh em nha. Hàng là 22, 23 không nha anh em nha. Màu xám xịt bánh đỏ nè. Xám xi măng giờ vừa hét nên kiếm cái màu này hơi khó nha anh em nha. Không dưới 63 triệu con xe này đâu, mà vừa hết không còn đâu, giờ chỉ còn là Cần Thơ còn nha anh em nha, bến ghét còn. Con màu xanh Ghibi 22, bản 22 Ghibi nha anh em nha, cũng 37 triệu bao hồ sơ luôn. Còn màu trắng là phiên bản 60 năm mâm đồng nữa nè, màu đi rất là sang, chuẩn bảo easy box cho anh em nha. Màu trắng là màu quý tộc mà anh em, cứ đi rất là sang, đi đám cưới đám tiệc rất là màu, rất là hấp dẫn nha anh em nha. Phiên bản 60 năm con này, mấy con xe bên mình là bao anh em không dứt tiền, một đó một cho anh em nha, 37 triệu bao hồ sơ cho anh em, kính mong anh em ủng hộ mình nha. Đó, màu xanh mâm xanh, bản này bản 21 nha anh em ha, con này 21 37 triệu bao hồ sơ nha anh em ha, không xe đời nào mình báo đời đó cho anh em ha. Rồi tiếp tục màu lính này. Nó màu lính bên mình mà anh em, màu lính bên mình thì mấy con dòng như vậy nè, bán 37 triệu bao hồ sơ nha anh em nha. Cứ nguyên hàng là 37 triệu bao sơ, có con một chìa phá 32 triệu thôi nè. Đó,
toàn bộ muốn lựa nào lựa, một hai nghìn cây anh em ạ. Muốn lựa nào lựa nha anh em nha, hàng đồng giá mà. Còn anh em muốn hàng tại bên mình không có hàng rẻ, đây có nhiều anh em nhắn tin hàng đồng lâm có hàng rẻ, hàng hai ít đâu là không có anh em, tại mình chơi xe lướt xe can không, xe có mấy ngàn cây số mà mình mới chơi, chứ mình không có chơi mấy hàng dập dập té ngã. Tại hàng phải bao chất lượng, tại kháng không khai nè, không bao giờ té bao anh em, mà 10 hàng bảo hành mà, hàng một đổi một là anh em hiểu rồi đó, không bao giờ mà trì trụ vấn đề gì hết, mình mới dám bảo hành anh em 2 năm. Xe chất lượng mà lên mà cái uy tín mình bảo hành rất là khó đó, chứ phải là mua cho bán trôi xong rồi may chừa phút lời không có thôi anh em. Đó là khách, con này mẫu mới nè, mẫu 23 anh em nha đó, mẫu 23 con này bán vẫn là 37, chia bao sơ cho anh em luôn đó, cho anh em luôn biển số ở Bến Tre. Có con 224 này nè, chìa khóa đồ kiến bọng đồ gin đầy đủ ha, nhưng mà đều có chìa khóa cơ nha anh em ha, nhớ anh em bản mới C nhất của ẹt đó mọi người, bản CBS nha các anh em, chứ phải bản AI nha anh em ha. Giá bán con ba này 39 triệu bao sơ cho anh em ha, 39 triệu bao sơ. Còn tiếp theo con này cũng đẩy 37 triệu bao sơ anh em nha, cứ dòng ẹt 155 bên mình có 37 triệu bao sơ cho anh em, xe 1000 cây nha anh em nha, uy tín anh em đầy đủ đồ hết đó. Thì anh em kính mong anh em ủng hộ, tại bán hàng một con xe chắc xe ngon, xe mà chất lượng thì nó giá nó hơi gắt chút, nhiều lúc anh em mình không phải mình câu khách hay gì, nó hai mấy 30 thật cơ không có vậy, mình là giá sao nó vậy cho nó dễ cho anh em nha. Kính mong anh em ủng hộ mình đó, một con xe bên mình là anh em đi nhớ hoài luôn, thì tiền nào của đó, nói chung là tiền nào của đó nha các anh các chú. Rồi ok, đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, chào anh em.